Xin kính chào toàn thể các bác ạ. Trước mặt các bác đây là một số dòng củ noa đến từ thương hiệu là HIVKN ở Việt Nam mình hay gọi là Hewell. Trước mặt các bác đây nhá, thì em giới thiệu này kê tạm lên đây nhá. Bởi cái hàng này là lấy về demo làm mẫu để lấy thông số để nghiên cứu các bác nhá, chứ không phải là lấy thông số để cho quái hãng đâu. Bởi vì hãng này nổi tiếng bên Trung Quốc thì mình tôn trọng bản quyền của hãng, lấy củ noa là một phần ủng hộ hãng rồi. Review làm sao mà để anh em các bác xem nó hiểu nhất về noa là được. Trước mặt các bác đây, đầu tiên giới thiệu hiện tại những cái gì đang có liên quan đến Hewell. Thì nói luôn các bác là củ noa Chess NT4432W, công suất khởi chạy là 30W, công suất chương trình là 60W, trở kháng 8 ohm, được chưa? Trở sáng danh nghĩa là 8 ohm, còn đo trên tải thông số. Đây, quay luôn cho các bác xem, chứ không phải là các bác lại bảo em bục hết làm gì. Đây công suất nhá. À đây còn công suất khởi chạy là 60W, công suất chương trình là 120W này. Đấy nhá, đúng trang web của Hewell nhá. hvkspeaker.com này. Đấy, xong vào danh mục của hãng đây. Cuộn dây giọng nói cao 1,5 với cổ họng thoát là 1, côn là 1,5 inch này, độ nhạy là 107 dB. Xử lý công suất chương trình là 120W, công suất khởi chạy là 60W. Động cơ gắn pha màng cốt các kiểu đây, nó ghi bằng tiếng Anh, xong bắt đầu vào máy tính thì nó tự động nó dịch. Còn đây ở nguyên bản nhá. Đây. Đó. Còn thông số chi tiết thì trên hãng đây có thông báo đầy đủ. Công suất khởi chạy là 60W, công suất chương trình là 120W. Trở kháng danh nghĩa là 8 ohm và trở kháng tối thiểu đo được là 6 ohm, được chưa? Đấy, trọng lượng một củ noa là 0.9 kg. Đấy. Đấy, và đây là đề xuất tần số cắt cho các bác để các bác về khép phân tần là đề xuất cắt là 1.6 kHz, được chưa? Đấy. Dòng dưới là DC Black, tức là dòng đo tải trở kháng. Còn cái dòng đen này là cái thông số đáp tuyến. Các bác nên cắt là từ 1.6 thì là nó sẽ đoạn này chéo xuống này. Đấy, nhưng mà đây là hãng là lấy thông số tiêu chuẩn. Đây là cái vẽ này, được chưa? Ok nhá, xong một em nhá. Đây củ noa tép đây, 4432, được chưa? NT4432W, high frequency là viết tắt là của HF Defry, tức là củ noa với côn là 1,75 inch. Ok, chúng ta sẽ sang với củ noa tiếp theo. Của nó tiếp theo đó là dòng Hewell. Dòng này có mã sản phẩm như sau. Hewell 15NDF75M1, công suất khởi chạy là 450W này, công suất chương trình là 900W này. Trở kháng danh nghĩa là 8 ohm. Hãng có ghi sẵn trên đầu bưu điện thoại từ nãy giờ nó bán đi đâu ấy các bác ạ. Đây em sẽ quay như này cho các bác xem nhá. Đấy, công suất khởi chạy là 450W, công suất chương trình là 900W. Đấy. Trở kháng danh nghĩa là 8 ohm. Với mã sản phẩm là 15NDF75M1, đến từ thương hiệu Hewell. Với cái dòng Hewell thì trên thị trường có nhiều anh em review rồi, nhưng bên em review lại khoe các bác là bên em cũng có hàng để mà bán. Chứ không nhiều các bác bảo em ơi không có hàng hả? Không phải, cái hàng này ít khi em nhập. Bởi vì con này nó rất là đắt. Bán lãi không được bao nhiêu cả, lãi rất ít thôi. Trừ hết chi phí thì được có vài trăm nghìn, chứ không lãi được nhiều đâu các bác ạ. Đấy. Thì bây giờ sẽ quay cho các bác xem là Hewell nhá. 15NDF M1. Đây là củ noa Hewell. Quay luôn cái máy tính củi đấy nhá. 15NDF75M1. NF là non frequency là viết tắt của NF Alpha, tức là củ noa 15 inch. Với sử dụng cuộn dây côn là 3 inch với côn, độ nhạy là 98.5 dB, công suất chương trình đây nó ghi là 900W program power handling này, được chưa? Đây công suất chương trình nhá. Đấy, các bác xem này, con này nó có thông số chi tiết như sau. Trở kháng danh nghĩa là 8 ohm, dòng trở đo trên nội trở đo dòng DC là 6.3 ohm. Đây này DC mới gọi 5.3 này. Mini ohm tức là tần số phản hồi và đo trên trở là 5.6.3. Còn DC đây, đây gọi là DC này. Đấy. Là 5.3 ohm. Tần số cộng hưởng trên khối lượng màng là 45 Hz.
Con này là công suất khởi chạy 450W, công suất chương trình là 900W. Độ nhạy 98.5 dB, tần số đáp ứng từ 45Hz đến 3,5 kHz, tức là 3500Hz. Đấy, voi côn là 75 3 inch. Vật liệu cuộn dây là aluminum, tức là dây nhôm. Sử dụng vật liệu nam châm là neodymium. Này các bác nhìn thấy chưa? Đầy đủ nha, nói rõ ràng nha. Ở trọng lượng nguyên kiện là 5.1 cân, khối lượng củ loa không thôi là 4.5 cân, rất nhẹ. Đây là tần số đáp ứng. Còn đây, các bác nào thích mua về tự vẽ thì vào đây. Đây là dòng vẽ của hãng họ có đề xuất. Được chưa? Đấy. Đầy đủ nhá. Đây là Imrex này. Chở. Đấy, chở kháng. Cái loa nào nó càng ít cái dòng nhọn này thì càng là cái loa xịn. Nó đánh nó không bị dồn tải, nó không bị o mà cháy ổn côn. Đấy. Đó, các bác xem nhá. Đấy, ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần củ loa. Hiện tại mà em đang có ở đây là một đơn của một bác khách ngoài Hải Dương. Chú đã đặt rất lâu rồi nhưng hiện tại gần đây cháu bắt đầu mới làm được. Mong chú xem được video hết sức thông cảm. Ở đây là củ loa Hewell. Đấy. Củ loa Hewell. Có mã là đây. Có mã đây nha. 15NDF 100C1. Công suất khởi chạy là 750W. Công suất chương trình là 1500W. Trở kháng 8 ohm và công suất chịu tải tối đa là 3000W. Em nói luôn đấy nhá. Chịu tải tối đa trong vòng 3 giây là 3000W. Đấy. Cọc nhún đây. Đấy. Thì cũng kể lại luôn các bác này. Con này công suất khởi chạy là 60W. Công suất chương trình là 120W. Công suất tối đa có thể chịu được trong vòng 3 giây là 240W. Tương đương với con này nữa. Con này là công suất khởi chạy là 450W, công suất chương trình là 900W. Và công suất tối đa có thể chịu được trong vòng 3 giây là 1800W. Nên là các bác mà chơi cái loa này, các bác sử dụng đẩy từ 800 đến 1200W là hợp lý. Thừa thì nó sẽ tải vào dây, còn thiếu thì nó không thể hỏng được loa. Lúc nào nó là thế. Ok nhá, con này là côn 100 và 2 tầng côn neodymium. Hôm nào em lấy bên hãng cái côn loa về em thí nghiệm cho các bác xem. Đấy, côn 100 hai tầng côn. Khung xương đặc trưng của dòng Hewell, không nhầm đi đâu được. Ok. Với mỗi một loại loa thì nó có một cái điểm hay và điểm đặc trưng khác nhau. Thì em đã kể rồi. Đấy. Cái con này thì là sử dụng hợp lý trong các kiểu nhà loa full ram. Các bác chơi trong không gian kín, tức là không có ẩm mốc quá nhiều, không bị nước mưa bắn trực tiếp vào màng loa. Thì hôm nay là xử lý rất tốt trong cái kiểu không gian như là phòng trà, phòng hát, gia đình, gì gì đấy thì được. Còn nếu mà đánh ngoài trời, các bác đánh vào những hệ thống loa full ram 40 mà sử dụng ngoài trời mà nắng mưa nó vẫn phải cứ để loa đấy, thì nên sử dụng những dòng này. Màng của nó là sẽ được là phủ cái vật liệu gọi là vật liệu chống nước, nên là nước có đổ vào đây thì cũng thoải mái. Đấy, gọi là phủ nano hay là phủ keo chống nước ấy. Đấy. Thì bây giờ sẽ đến cái thông số của loa 40 hay gọi là Hewell. Đấy, 15NDF 100C1. Đây là cái thông số của cái loa 40. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Loa 40 này gọi là 15 inch này, NDF là neodymium Fequi 100, tức là côn 100C1 là đời đầu. Có đời 2 nữa thì là nó sẽ thay đổi 100 này thành 16 hay gì đấy. Thì nó không phải là 8 ohm nữa, nó sẽ 16 ohm. Naray speaker đấy, 15 inch. 4 inch voi côn, sử dụng côn dây đồng. Đấy, dây đồng dẹt nhá, dây đồng dẹt đồng hoàng luôn. Độ nhạy trung bình là 100.06 dB. Đấy, công suất chương trình là 1500W. Nghe chưa? Đấy, đầy đủ nhé, thông số đầy đủ, không giấu cái gì cả. Đấy. Đây là cái thông số đo kích thước màng trong ngoài. Trở kháng danh nghĩa là 8 ohm. Trở kháng tối thiểu là 5.9 ohm, còn đo trên dòng DC là 5 ohm. Tần số cộng hưởng hay tần số cắt đây là vào 45Hz. Đấy. Tần số hoạt động từ 45Hz đến 3 ký. Côn 100. Đấy, các bác xem này, rất là đầy đủ chi tiết luôn. Đây là tần số đáp ứng này. 100 dB này. Đẹp không? Đến gần 3 ký bắt đầu xuống dốc. Nếu mà lấy thang mẫu đo 3 ký thì nó là 95 dB.
95 dB thì chúng ta sẽ lấy được từ 45 Hz đến 3 kg đấy các bác nhá. Còn đây các bác nào thích về tự động thùng thì phải vào đây để vẽ, được chưa? Đầy đủ thông số nhé, không giấu gì cả, vào trực tiếp website của hãng rồi nên các bác hoàn toàn yên tâm. Còn nhiều cái thì em nói chung là vẫn còn non lắm nên là chưa tìm hiểu kỹ về các thông số trên đây được, mới gọi nó biết qua thôi. Thì ví dụ như cái loa 15 inch của 100 này thì là tần số từ 45 Hz đến 3 kg. Ví dụ như đây là cái con loa này là từ 45 Hz đến 3,5 kg, tức là nó sẽ được cộng hơn 500 Hz so với cái loa của 100. Của 16 thì nó sẽ được 3,5 kg, của 100 thì được 3 kg thôi. Còn đây là cụ tép này. Cụ tép thì hoạt động từ 1,2 kg đến 18 kg nhé. Đấy. Đó, rất là đầy đủ đúng không ạ? Ok. Rồi, thì chúng ta sẽ đến với cái phần giá nhỉ. Chúng ta sẽ đến cái phần giá. Giá của một đôi cụ tép này là vào gần hơn 2 triệu một tí. Hơn 2 triệu một tí thôi, chỉ một tí thôi. Em bao ship cho các bác. Cụ tép mang mã hiệu là NT4432W. Với cái củ bát, em sẽ để tạm củ tép lên đây nhá. Với cái củ bát, củ này là củ mẫu nhá. Còn các bác nào đấy là sẽ có hàng mới full box luôn, nguyên đai nguyên kiện như này này. Đấy. Củ này hiện tại bên em đang bán vào ship nữa thì 5 triệu. Kém một tí nữa thì là 5 triệu, nhưng mà bao ship cho các bác. Kém một tí là 5 triệu, bao ship cho các bác nhá. Và với củ này thì nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Cụ này thì là nó sẽ vào là ship nữa thì 6 triệu và cũng vào ship luôn cho các bác. Kém thì một tí thôi là 6 triệu, xong là bao ship cho các bác. Cụ thể nó không báo. Cụ thể báo thì anh em lại mắng nhau ngay. Còn đây nó nguyên đai nguyên kiện của cái con cô 100 đấy nhá. Đấy. 15 NDF 100C1 là nguyên kiện của con bát này. Em lấy được 2 đôi. Bát này thì em lấy 1 đôi. Còn tép kia em lấy 1 đôi thôi. Đấy. Đây là cái tem thông số của hãng. Đấy. Dem Production Home, không biết nó ghi là cái gì nữa, nhưng mà hon này là họng rồi. Đấy. Còn đây là mã sản phẩm, model 15 NDF 100C1. Số lượng trọng lượng 2 chiếc này. Trọng lượng là 9 cân trên 1 chiếc này, nguyên kiện là 12 cân này. Cả cái thùng này. Đấy. À đâu, 9 cân trên 2 kiện, 12 cân trên 1 kiện to này. Đấy. Đóng gói từ Hoàng Dung thì không biết là chỗ nào đây. Đây là cái tên công ty này. Tên công ty nhá. Ok, giới thiệu khoe của thế thôi nhỉ. Không khoe của chi tiết quá nhiều anh em lại ghét. Con này là sử dụng cổ loa neo cục. Nó có một cục ở trong giữa này này. Đấy, gọi là neo cục. Con này là cũng dạng là neo cục, nhưng mà cục của nó nó nằm tít trong đây. Em cũng chưa biết là có phải là cục hay là bi. Nhiều con như này các bác tưởng là cục nhưng hóa ra là bi. Đấy, nhiều con kiểu trên da, nhưng con này chắc là neo cục thôi. Chứ còn nếu mà bi thì họ sẽ vẽ chi tiết ở trên cái ghế cơ. Cái website của hãng cơ. Cũng là rất chất lượng nha. Con này các bác chơi và những cái hệ thống như là Homelander nó hỏa tiễn, hoặc là các dòng sắp tới em có các cái dòng như là ARCS 15, ARCS 12 và ARCS 10 thì em sẽ sử dụng các dòng cụ loa chất lượng cao như này để làm loa bát cho các dòng ARCS ấy. Nếu như các bác có để ý kênh của em ấy, thì cái ARCS là cái loa màu xanh mà ngày xưa em có giới thiệu là gần 10 triệu đô ấy, thì con này sẽ vào cái dự án mẫu như thế, sẽ tái khởi động cái dự án Homelander như thế, loa định hướng siêu phóng thanh. Để gọi là siêu loa. Con này thì nó sẽ phù hợp với các cái dòng như là full RAM, KTV gia đình thì nó chơi cái này nó phù hợp hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì bên em vẫn có nẻ các linh phụ kiện thay thế cho các bác nhé. Cần cái gì liên hệ trực tiếp với em. Đây là cụ tép này. Cụ tép NT4432. Hiện tại em đang có là 4432. Sắp tới nữa thì sẽ cố gắng hết cỡ đặt hàng bên hãng Huel cái loại tép cùng 100 về để review với các bác. Bây giờ nói tép cùng 100 nghe có vẻ xoắn đấy. Nó đắt xích nữa thì bằng con bát này đấy. Ủa đùa đâu có cả. Tem nó rất là đắt. Ok, video giới thiệu đến đây là kết thúc nha. Các bác nào đăng ký ủng hộ kênh thì tùy. Còn các bác nào ghét thì vẫn cứ tùy. Đấy. Còn bên em nói thẳng luôn, hàng của Huel là phải quảng cáo hàng của Huel, chứ không có quảng cáo là hàng do Văn Độc đặt tên là không có đâu. Ví dụ cái mã là hàng này, hay là em đặt hàng bên hãng, em đặt một cái mã riêng, yêu cầu mã riêng, ví dụ như là
đặt tên loa. Ví dụ con này nhá, là 15 NDF C100, 15 NDF 100 C1. Đấy, thì mình thể là 15 NDF N1, viết tắt của nọc và đời 1. Đấy, đấy, ví dụ thế. Thì đấy là gọi đặt tên thôi, còn em không làm cho mèo ấy. Làm chó anh làm cái gì, đúng không ạ? Có hàng xào bán vậy thôi, không nên quảng cáo quá đà. Những cái gì mình nghiên cứu được thì phát triển, còn không được thì thôi, dựa lại theo hãng. Nghiên cứu được thì đặt tên, còn không nghiên cứu được thôi. Ok, video đến đây kết thúc nhé. Các bác nào xem, góp ý, ủng hộ hay là liên hệ trực tiếp mua hàng, tùy. Xin kính chào.